Ở đây sẽ có 5 mức độ thuộc linh, 5 mức độ thuộc linh. Thực ra ta có thể chia làm hai. Chào các bạn. Đây là một buổi tối, chắc là sẽ là một buổi tối mà chúng ta sẽ có một sự nghiên cứu với nhau. Mình đã lên cái ý tưởng này rất là lâu và suy nghĩ là những gì mình sẽ nói với các bạn ra thì nó rất là rối rắm. Nhưng mà mình không làm ấy, mà cứ nghĩ thôi thì nó sẽ rất là khó để có thể thực hiện được. Ở đây mình chia sẻ với các bạn một cái vấn đề, đó là trong video này chắc chắn chúng ta sẽ phải đánh giá cái mức độ thuộc linh của mình với Chúa để nhận diện chính mình. Trong các video trước thì mình đã chia sẻ với các bạn về giải cứu, đúng không ạ, về phương cách để các bạn được giải cứu và các bạn được giúp đỡ trong sự giải cứu. Chắc chắn là chúng ta khao khát mình được giải cứu và chúng ta phải nhận biết rằng là mình đang bị tà linh, đang bị ám áp thì chúng ta mới cần phải giải cứu. Nhưng thực ra thì có một số người sẽ không nhận ra, có người sẽ nhận ra, có người sẽ không nhận ra, cho nên là chỉ khi nào nó bị nặng quá rồi ta mới đi cầu cứu thì nó sẽ rất là muộn. Thì ở đây mình sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn như thế này về cái vấn đề. Ở đây sẽ có 5 mức độ thuộc linh, 5 mức độ thuộc linh. Thực ra ta có thể chia làm 7 cũng được, chia làm 7 mức độ thuộc linh, nhưng mà ở đây mình sẽ chia 5 thôi. Chia 7 thì nó sẽ rất là khó và nó mang tính chất là hơi cao. Đầu tiên thì mình định chia 3 thôi, chia 3 thôi, nhưng mà thực ra chia 3 thì nó nói nó sẽ không đủ, không rõ. Các bạn sẽ không phân tách được được hết, nhưng mà nói 7 thì lại còn nhiều quá vì các bạn sẽ không hiểu được cái thần học cao sâu đấy. Nhưng đặc biệt là các bạn mới tin Chúa khoảng nửa năm, 1 năm, các bạn sẽ cảm thấy nó rất là vô cùng khó hiểu. Thì mình sẽ chia là 5, 5 thôi. Mình nghĩ là 5 sẽ là vừa phải nhất. 5 mức độ thuộc linh, 5 mức độ thuộc linh nhá. 5 mức độ thuộc linh thì mức độ thứ nhất là mức độ mình nghĩ là mức độ khổ thân nhất, đáng thương nhất, mức độ gọi là cần phải được giải cứu ngay, được cấp bách ngay. Đó là mức độ bị khống chế hoàn toàn. Thì chúng ta sẽ tưởng tượng một người bị khống chế hoàn toàn nó sẽ giống như thế nào. Đó là người đó sẽ không còn cái khả năng kiểm soát bản thân mình, không còn khả năng kiểm soát, tức là nhân linh của họ gần như bị trói buộc hoàn toàn. Nhân linh của họ không có khả năng điều khiển xác thể vật lý bên ngoài, tức là không có đủ khả năng điều khiển xác thịt. Tức là cái nhân linh rất là, tức là nhân linh nó lại bị vô hiệu hoàn toàn, người ta không biết cái gì cả. Người ta gọi giống như người ta nói, chúng ta từng nhìn thấy là kiểu như bị ma nhập ấy, kiểu như vậy. Tức là họ không còn biết một cái gì luôn, không nhận được ra ai, không nhận được người nhà, không có cái gì cả. Tức là họ hoàn toàn bị quỷ nhập, hoàn toàn bị quỷ nhập. Họ trở thành một cái hoàn toàn bị quỷ nhập luôn, không trong lúc mà họ bị nhập thì họ không biết một cái gì. Đây là cái mức độ cần phải giải cứu ngay lập tức và mức độ này cực kỳ nguy hiểm. Đọc lấy một cái ví dụ như là trong Kinh Thánh chép về một người đàn ông khi bị ma quỷ nhập thì người đàn ông này luôn luôn đi ra nghĩa trang, đúng không? Và người đàn ông này không có nhận biết được mình đi ra nghĩa trang, rồi là cởi trần ra, rồi là tự lấy đá đập vào mình, tức là bị họ khống chế hoàn toàn như vậy, tức là tự sát thương, tự gây hại cho mình, rồi là đi ra nơi hoang vắng tự gào thét, tự gầm rú mình mà không ai giúp đỡ họ được. Thì đấy là về cái vấn đề là bị khống chế hoàn toàn. Thì trong cái mức độ thuộc linh này sẽ là mức độ hoàn toàn bị khống chế và họ rất là đáng thương. Trong cái mức độ này thì cũng sẽ có một cái phần là mình muốn nói thêm, đó là ví dụ như ngày nay đấy, chúng ta sẽ thấy là một số các thanh nam thanh niên sử dụng các chất kích thích ma túy, đá hoặc là các kích thích khác làm cho cái cơ chế của não bộ, các neuron thần kinh bị phá hủy. Thì cho nên là họ, thực ra họ bị, họ trở thành một người là bị vấn đề về vật lý chứ không phải bị vấn đề về về ma quỷ tà linh. Thực ra thì khi mà não bộ của họ đã bị hỏng về cơ chế vật lý rồi, về sinh học là về, tức là về cái thể lý vật lý sau sự sáng tạo Chúa là đã bị hóa phá hủy về mặt cơ địa, đúng không? Về mặt cơ thể, cái thuốc đó nó đã phá hủy cái cơ thể vật lý của người ta, cho nên là người ta mới bị không biết gì cả. Và cũng là khi mà người ta có lúc mà cơ thể vật lý ta bị phá hủy như vậy thì ma quỷ nó lại nhảy vào, nó sử dụng cái cơ thể đó. Đó, vì lúc đó là nhân linh không còn điều khiển được nữa, không điều khiển được nữa bởi vì là bị phá hỏng rồi, bị phá hỏng rồi. Giống như là các bạn muốn cài một cái phần mềm vào một cái máy tính, nhưng mà cái máy tính đó bây giờ là nó đã bị lỗi cái phần cứng rồi, thậm chí là mở lên nó không mở được, nhưng đừng nói là cài một cái gì vào, đúng không? Thì nó là như vậy. Thì nó, các bạn hiểu hiểu nó như vậy nhé, tức là ma quỷ nó thay thế rồi.
hoặc là nó không cần phải thay thế nữa, bởi vì nó không cần phải nhảy vào cơ thể nữa, bởi vì cơ thể đó là đang bị hỏng rồi, cái máy tính nó đang bị hỏng rồi. Thì cái mức độ này rất là kinh khủng, và chắc chắn là Chúa sẽ phải chữa lành, Chúa sẽ phải chữa lành cái thể xác đó nếu như ngài thương xót người đó. Đó. Đây là việc của Chúa, đúng không? Chúa thương xót cái người đó thì Chúa sẽ chữa lành cái thân thể người đó trước khi người đó được giải cứu khỏi cái việc nghiện hút chẳng hạn. Rồi đấy là mức độ đáng buồn nhất, và nó ước mong rằng là người thân gia đình và hoặc là những người xung quanh các bạn không có những người có cái người bị như thế này. Rồi cái mức độ thứ hai vẫn là mức độ bị khống chế, mức độ bị khống chế nhưng mà nó không phải là hoàn toàn, tức là có lúc bị khống chế nhưng mà có lúc không bị khống chế. Mức độ này cũng là mức độ khá là đáng thương, khá là đáng thương, tức là họ rất muốn thoát ra khỏi cái sự khống chế của ma quỷ, thoát ra cái sự khống chế của tội lỗi, thoát ra cái sự khống chế của một cái thói quen rất xấu, thoát ra khỏi sự khống chế của một cái loại thuốc phiện hay là một cái gì đó nó đã khống chế họ. Thực sự họ rất muốn thoát ra nhưng họ không thể được, họ vẫn bị khống chế, tức là nhân linh của họ, tâm linh của họ, trái tim của họ, lương tri lương tâm của họ, họ vẫn muốn thoát ra nhưng họ lại không thể làm được vì nó bị khống chế rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ tưởng tượng như là nếu như chúng ta đưa một con vật hay là vứt một con vật xuống một cái hố thì nó sẽ muốn nèo trèo lên, hay là ngay bản thân chúng ta cũng vậy thôi, khi mà chúng ta ở cái điều kiện sống thấp thì chúng ta sẽ muốn được cao hơn, đúng không? Ta muốn điều kiện sống cao hơn, ta đang làm một mức lương thấp thì ta muốn mức lương ta cao hơn, ta đang kiếm được ít tiền ta sẽ mong được kiếm được nhiều tiền hơn, cũng vẫn vậy thôi, tức là con người ta muốn tiến lên cái cao hơn. Thực ra thì ai cũng như vậy, và khi chúng ta đã biết là mình đang bị khống chế bởi một cái gì đó mà chúng ta không thể thoát ra thì đó là sự khống chế, nó không hoàn toàn nhưng ta vẫn còn sự nhận biết, thì điều này là một mức độ này, mức độ sẽ dễ hơn cái mức độ đầu tiên, đó là cái mức độ không biết gì cả, mức độ này vẫn còn nhận biết thì lúc giải cứu sẽ dễ hơn. Thì ngày xưa là cũng 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 rơi vào cái mức độ như này, tức là một ngày đấy là rất nghiện một cái tà dâm, tức là thực ra nó là xem những cái bộ phim khiêu dâm, tức là nghiện lắm. Tức là thực ra thì mình rất muốn thoát ra nhưng mình không hiểu sao mình không thoát được, nhưng mãi về sau này khi mà mình được giải cứu thì mình mới thoát được ra. Thì ở đây thì mình chia sẻ với các bạn cách giải cứu, nó sẽ rất là đơn giản này thôi, tức là bạn phải hiểu hiểu và hiểu là làm sao để được giải cứu. Đó là đầu tiên bạn phải làm theo 3 bước, khi cái nhân linh lúc bạn còn hoàn toàn được nhận biết được thì bạn phải làm theo 3 bước này. Bước thứ nhất là các bạn biết rằng là Chúa luôn luôn tha thứ, rồi các bạn phạm cái tội đó có lớn thế nào thì Chúa vẫn luôn tha thứ. Ma quỷ nó sẽ luôn lừa dối chúng ta là chúng ta không được tha thứ, thì chúng ta sẽ phải luôn luôn nhận lấy sự tha thứ của Chúa. Thứ hai là khi chúng ta được tha thứ rồi, chúng ta phải nhận biết là chúng ta được tha thứ thì chúng ta sẽ có quyền năng để thắng hơn tất cả các tội lỗi, thắng hơn tất cả các loại ma quỷ, thắng hơn tất cả các loại hãm áp và khống chế chúng ta, vì chúng ta có quyền khống chế lại chúng nó. Chúng ta có quyền khống chế lại tất cả các loại tà linh. Và chúng ta sử dụng cái quyền này, mình đã hướng dẫn các bạn trong cái video trước rồi là làm sao để các bạn nhận được, đúng không? Thì các bạn nên xem lại video ấy để cái cách để các bạn nhận được cái điều đó và khống chế, đây là bước thứ hai. Và bước cuối cùng đó là các bạn ngày đêm chống lại nó, ngày đêm chống lại nó. Thực ra thì nếu như các bạn đặt niềm tin xác quyết vào Chúa thì thực ra thì chỉ cần 2 ngày hoặc là 1 ngày thôi cũng có thể là đã chiến thắng được rồi, nhưng đối với Lộc thì Lộc nó mất đến 3 ngày. Lộc biết sẽ có người sẽ phải lâu hơn 3 ngày, có người sẽ có thể đến cả tháng, hoặc nếu như các bạn không hiểu biết được lẽ thật một cách đúng đắn, hiểu biết một cái lẽ thật một cách chính xác thì có thể sẽ là vài năm, có thể thậm chí sẽ là 10 năm, nhưng như bạn không thật sự hiểu biết lẽ thật, bởi vì Chúa nói rồi, các bạn biết lẽ thật thì lẽ thật mới buông thả các bạn, đến các bạn cảm thấy là mình đã bị ma quỷ hãm áp quá lâu rồi, hay một cái tội lỗi, một cái vấn đề gì đó hãm áp quá lâu rồi mà không ai giúp đỡ các bạn, thì các bạn hãy nhớ đến Lộc sẽ giúp đỡ được các bạn. Bởi vì Lộc đã thoát được ra thì Lộc sẽ giúp đỡ các bạn điều đó. Các bạn phải biết là các bạn đang rất là may mắn vì các bạn còn nhân linh, còn còn tức là nhân linh các bạn còn hoạt động mạnh mẽ, còn muốn được thoát ra. Lương tri của bạn biết điều đó điều tốt và các bạn muốn sửa sai thì điều đó rất là dễ thôi. Hãy gặp mình, hãy có thể các bạn có thể nhắn tin Zalo cho mình, nhắn tin Zalo cho mình sẽ giúp đỡ các bạn nha. Để các bạn có thể thoát ra, mình không muốn là các bạn bị chìm quá lâu. Nếu các bạn bị chìm lâu quá thì rất có thể các bạn sẽ đến vào cái mức độ số 1 đầu tiên mình nói, tức là các bạn sẽ không biết gì cả. Với khi chúng ta sẽ cảm thấy như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy là điều đó chả là gì tội lỗi cả, và chúng ta luôn luôn làm điều đó một cách bình thường và chúng ta coi nó là một phần của cuộc sống, thì đó rất là nguy hiểm. Ma quỷ nó luôn luôn lừa chúng ta như vậy.
Đấy là cái mức độ thứ hai nhá, đây là mức độ thứ hai về cái mặt Thục Ninh. Mức độ này cũng rất là đáng buồn và cũng rất là đáng thương, nhưng mà chí ít thì nó sẽ dễ giải cứu hơn và dễ giải quyết hơn là cái mức độ đầu tiên, vì mức độ đầu tiên là quá kinh khủng rồi, nó là hoàn toàn rồi. Nó phải phụ thuộc vào sự sự kết hợp của người nhà và gia đình nữa thì mức độ đầu tiên mới có thể giải quyết được. Rồi tiếp theo là mức độ thứ ba nhé. Mức độ thứ ba thì sẽ là mức độ của sự cám dỗ thôi, tức là các bạn không bị khống chế nhưng các bạn sẽ bị cám dỗ. Các bạn sẽ thấy là cái câu chuyện của Adam và Eva đấy, tức là Adam và Eva lúc này đang rất là tự do. Các bạn đang ở cái đôi khi các bạn sẽ giống như Adam và Eva, các bạn theo Chúa lâu năm, tìm kính Chúa, yêu mến Chúa, các bạn được tự do và Chúa đã tha thứ tất cả những tội lỗi các bạn, đôi khi các bạn được tự do. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không bị cám dỗ, điều này là ma quỷ luôn luôn đi theo và cám dỗ chúng ta. Đấy, và điều quan trọng của ta là chúng ta phải luôn luôn đầy dẫy quyền năng linh lực của Chúa, giữ gìn và hiểu biết lời chân lý của Chúa, nhớ các lời Chúa thì ma quỷ sẽ không xuyên tạc lời Chúa và nó sẽ không thể thắng chúng ta trong sự cám dỗ được. Tất nhiên nó sẽ luôn cám dỗ ta nhưng mà nó sẽ không thể thắng chúng ta trong sự cám dỗ được. Đấy nhá, thì là cái mức độ này, mức độ rất là gọi là rất là thì mức độ này gọi là cái mức độ khá là ok, khá là ổn, mức độ ổn thôi chứ không phải mức độ tốt. Mức độ thứ ba này gọi là tạm được nhá. Các bạn luôn luôn hiểu biết lời Chúa, cầu nguyện ở trong thánh linh, lắng nghe sự chỉ dẫn của Chúa thay vì lắng nghe những cái điều xung quanh thế gian. Đừng xem TikTok, Facebook nhiều quá hay là xem những cái gì không liên quan thần linh nhiều quá thì chúng ta sẽ dễ dàng thắng được cám dỗ thôi. Thì đây là mức độ ổn rồi, chúng ta sẽ đến mức độ tốt, đó là mức độ thứ tư nhé. Mức độ này nó sẽ là các bạn sẽ không bị cám dỗ nhưng các bạn sẽ chịu thử thách. Điều này rất hay, nó sẽ cảm thấy là cám dỗ và thử thách là giống nhau chứ thực ra không phải, cám dỗ và thử thách không hề giống nhau. Khi các bạn có sức mạnh của Chúa, có sức mạnh của đức tin, có sức mạnh của lẽ thật trong lời Chúa, các bạn công bố và chiến thắng ma quỷ. Chiến thắng ở đây là chiến thắng cái sự cám dỗ của nó chứ không phải là chiến thắng sự khống chế nữa. Chúng ta không chỉ thoát ra khỏi sự khống chế, đạp đổ nó và nó muốn quay lại cám dỗ ta để nó khống chế ta, nhưng ta còn thắng được cả cái sự cám dỗ của nó. Tức là bạn sẽ hiểu là cái mức độ đầu tiên, mức độ rất là khổ sở, đó là đáng thương. Mức độ đầu tiên rất là mức độ đáng thương, các bạn nhớ về từ đáng thương. Mức độ đầu tiên này nó sẽ là thể hiện một con người hoàn toàn bị khống chế hoàn toàn. Nhưng cái mức độ thứ hai là các bạn còn có thể nhận biết được, tức là đang bị khống chế nhưng mà còn có thể nhận biết, thì các bạn có quyền năng con của sự tha thứ của Chúa, các bạn có thể thắng được sự khống chế. Thì sau đó khi ma quỷ không còn thể khống chế bạn nữa, nó sẽ đến mức độ thứ ba là nó sẽ cám dỗ các bạn, vì lúc này bạn được tự do rồi, bạn được tự do, nó có quyền cám dỗ các bạn. Thế nhưng mà các bạn thắng được chúng nó, bạn thắng được cả sự cám dỗ của chúng nó thì các bạn sẽ đến mức độ đó là một sự của sự thử thách, mức độ sự thách. Thực ra thì Chúa Giêsu cũng trải qua cái mức độ của sự cám dỗ khi Ngài kiêng ăn 40 ngày và Ngài chiến thắng nó, thì sau đó là nó mới theo Chúa để nó thử thách Chúa đúng không ạ? Thử thách Chúa thì nó cám dỗ Chúa bằng một lần cuối cùng khi mà Chúa được thêm sức bởi ông Môi-se và ông Eli hiện ra và Phi-e-rơ đến cám dỗ Chúa nữa, khi Phi-e-rơ bị ma quỷ lợi dụng để cám dỗ Chúa Giêsu. Thì đấy là cái lần cuối cùng mà nó cám dỗ Chúa, và khi Chúa đã thắng được tất cả sự cám dỗ của nó thì Chúa sẽ bước vào sự thử thách, đó là sự thử thách khi mà Ngài bị đòn và bị đóng đinh. Đây là sự thử thách. Và thực ra thì chúng ta sẽ thấy là cả cuộc đời của Thánh đồ Phaolô hay là của những tiên tri, của những sứ đồ của Chúa đều bị sự thử thách này. Đây là mức độ của sự thử thách. Mức độ này nó sẽ rất là mạnh mẽ và khốc liệt. Vì sao mình lại nói là nó rất là khốc liệt và nó rất là khốc liệt và nó rất là phải chiến đấu quyết liệt. Đó. Và nó là sự thử thách. Chúa Giêsu nói với Phi-e-rơ rằng là hỡi Phi-e-rơ, ma quỷ đã xin phép để thử thách ngươi. Xin phép để thử thách con, nhưng mà ta đã cầu nguyện cho con, nhưng mà ta đã cầu nguyện cho con, nhưng ta nói thật với con, đêm nay trước khi gà gáy con sẽ chối ta 3 lần, đúng không? Đó là trước khi mà Chúa lên thập tự giá, Chúa nói phía đơn như vậy. Và trong chúng ta cũng thấy là ông Gióp, đúng không? Ông Gióp trong Kinh Thánh rất là người, ông Gióp là người rất là tốt lành, không phạm một điều luật gì và Chúa đã ban phước cho ông này rất là nhiều. Nhưng mà khi ma quỷ nhìn thấy thì ganh tị, đó, ganh tị thì nó có quyền xin Chúa là cho nó thử thách cái người này, thử thách ông Gióp đúng không ạ? Thực ra mức độ của ông Gióp là rất là tốt đúng không ạ? Rất là tốt. Thực ra thì đôi khi
chúng ta sẽ chạy đến mức độ thử thách này. Ở cái mức độ đó là chúng ta đã thường thì chúng ta sẽ ở một trong một cái tội lỗi và chúng ta biết là mình đang bị ma quỷ trói buộc cái tội lỗi và mình cần sự cứu rỗi của Chúa để thắng được tội lỗi này. Và khi thắng được tội lỗi này thì ma quỷ nó sẽ tiếp tục quay lại cám dỗ chúng ta để chúng ta bị quay về cái cảm giác bị khống chế. Nhưng mà chúng ta biết nó đang cám dỗ chúng ta để chúng ta quay về sự khống chế, cho nên chúng ta luôn sử dụng lời Chúa để chống lại nó, nên nó không thể cám dỗ chúng ta. Cho nên là khi mà chúng ta đã ở cái mức độ thuộc linh không thể bị cám dỗ thì nó sẽ đến mức độ là thử thách. À, nó sẽ biết là à, thằng này đang theo Chúa lâu năm này, ta sẽ cho mày công việc không tốt này, lại cho mày người yêu dùng rằng không cưới này. Nó sẽ cho rất nhiều các thử thách về gia đình hỗn loạn tại để cái thử thách này nó sẽ làm chúng ta ngã lòng. Và khi ngã lòng, khi chúng ta ngã lòng, khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta cảm thấy Chúa dường như đang bỏ rơi chúng ta, chứ không ở bên chúng ta, chứ không giúp đỡ chúng ta, nó thử thách chúng ta, thì chúng ta sẽ bị rơi vào cám dỗ của nó. Nó sẽ nói là ở đấy Chúa mày không giúp mày đâu, Chúa mày không lắng nghe mày lời cầu nguyện đâu, thôi chốt nhất là mày nên ăn chay cấm đi, đúng không, mày nên ăn chay cấm đi. Giống như Adam và Eva, đúng không, nó ma quỷ nó nói với Adam và Eva là các ngươi không khôn ngoan được như Chúa đâu, các ngươi cứ đợi Chúa dạy cho các ngươi sự khôn ngoan, tốt nhất các ngươi ăn chay cấm sẽ nhanh được khôn ngoan hơn, đúng không? Nó luôn cám dỗ như vậy. Ở khi sự thử thách nó làm cho chúng ta một cái gì đó nó rất là bão gió, rất là giông tố, rất là khốc liệt trong cuộc sống, nó giống như là roi vọt của Chúa chịu ở trên ở trong pháp trường trước khi lên đồi Gô-ta, nó giống như là đóng đinh vào tay, nó rất là khốc liệt như vậy. Thực ra ma quỷ luôn luôn tạo ra những thử thách này, và thường thì có những người theo Chúa rất lâu năm rồi, đi từ cái mức độ giải cứu đến mức độ thắng được sự cám dỗ và đến mức độ thử thách thì lại trở về như một người không tin và rồi lại chịu sự khống chế. Thực ra thì đôi khi không có điều gì là chắc chắn cả, đúng không? Không điều gì chắc chắn khi mà chúng ta chưa đạt được đến mức độ thuộc linh mà mình muốn chia sẻ bây giờ, đó là mức độ thuộc linh cao nhất, đó là sự thánh khiết hoàn toàn. Thực ra thì rất khó để một con người trở thành một thánh đồ, trở thành một sự thánh khiết hoàn toàn. Điều này rất là khó. Ngoài Chúa Giêsu ra thì là người đầu tiên của đức tin, là người kết quả, là trái đầu mùa, đúng không? Là trái đầu mùa của tất cả mọi trái. Nhưng mà chúng ta biết rằng 12 sứ đồ của Chúa đã đạt được, Ê-tiên đã chịu chết để đạt được điều này, đã chịu thử thách và chịu chết để thánh hóa, trở thành một thánh đồ. Và thánh đồ Phaolô cũng đạt được điều này, dẫu biết là đi, dẫu biết là đến chỗ này đến chỗ kia ông sẽ bị đóng đinh, bị rủa sả, bị trời, bị tù đày, ông vẫn đi, đúng không? Nên là ông nghe theo lời Chúa. Rồi là như sứ đồ răng chết thì đã bắp mô bị từ vậy, tương không vậy, còn phía thôi thì bị mù rồi bị đóng đinh ngược, tức là như vậy, tức là cái sự thử thách đối với họ là rất là lớn, nhưng họ vẫn giữ chọn đức tin. Thì có rất một số người ngày hôm nay sẽ không phải chịu cái sự thử thách lớn như vậy, nhưng vẫn có được cái sự thánh khiết, vẫn có sự thánh khiết hoàn toàn. Thì bởi vì nó tùy theo cái bối cảnh, môi trường, lịch sử, nó gọi là bối cảnh, hoàn cảnh lịch sử khác nhau, bối cảnh sống khác nhau, cho nên là cái sự thử thách nó cũng khác nhau tùy theo, đúng không ạ? Chúng ta thường thấy là ví dụ như bây giờ, thời điểm bây giờ chúng ta theo Chúa thì được tự do tín ngưỡng tôn giáo, đúng không ạ? Thì không ai thử thách chúng ta đến mức độ quá là khó, nên là chúng ta cũng rất dễ là đạt được cái sự thánh khiết này, và có rất nhiều mục sư cũng đạt được cái sự thánh khiết này, và họ có quyền năng đuổi quỷ chữa lành và họ đạt được đến một cái mức độ tương giao với Chúa rất là mật thiết, đúng không ạ? Thế là như 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 là ông Môi-se ngày xưa vậy, đúng không? Như ông Môi-se, như ông Abraham ngày xưa vậy. Tức là cái sự thánh khiết của họ rất là trọn vẹn, và Chúa thể hiện cái sự vui mừng về người đó, hãnh diện về người đó, và Chúa vui vẻ khi kể người đó, và Chúa ban phước cho người đó, và Chúa hứa, Chúa sẵn sàng hứa với người đó vì người đó làm đẹp lòng Chúa. Thì thực ra thì rất có mình đã gặp được những mục sư như vậy, và Lộc sẽ nói thật với các bạn là sẽ rất là được phước nếu như được những mục sư này đặt tay vào cầu nguyện chúng ta. Thì các bạn sẽ hỏi Lộc là Lộc đã đạt đến cái mức độ ấy chưa, thì thực ra thì Lộc đang cảm nhận rằng là mình đang tiến đến chứ mình chưa đạt đến. Mức độ thuộc linh này nó thể hiện một cái mức độ thuộc linh rất là cao, nó rất là cao, nó thể hiện như là bạn với Chúa sẽ là hai người bạn của nhau, bạn rất dễ nói chuyện với Chúa khi mà mức độ bình thường. Thì nó có hứa với các bạn là nó sẽ chia sẻ một cái video, đó là cách nói chuyện của một tiên tri. Thực ra cách nói chuyện của một tiên tri nó chính là cái cách này thôi, nó chính là các bạn đạt đến cái mức độ thuộc linh rất là thánh
thánh, một con người hoàn toàn thánh, thì nó sẽ rất là dễ, tức là các bạn trở thành một người tiên tri như là Chúa nói chuyện vậy. Chúa nói với mọi người là Môi-se, Chúa gọi Môi-se một cách đặc biệt, đúng không? Và Chúa nói với dân Israel, Chúa gọi Abraham như là bạn ta, đúng không? Rồi là chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy có một nhân vật cũng là được được Chúa đi và Chúa cất đi, Chúa cất luôn đi, đúng không? Mình không nhớ nó là các sách sáng thế, mình quên mất tên ông ấy, xin lỗi các bạn. Thì thực ra là nó là như vậy, sự thánh khiết này nó thực sự là rất là khó đạt đến. Đôi khi ta nghĩ rằng ta phải cầu nguyện kiêng ăn bao nhiêu ngày, ta phải làm điều này làm điều kia, phải giữ trọn lễ đạo phải như này, thực sự thì mình không biết nắm rõ được, chưa nắm rõ được, thực ra là mình chưa nắm rõ được cách nào để đạt đến sự thánh khiết trọn vẹn này. Thì thật ra mình chưa có cái bí quyết để chia sẻ với các bạn điều này. Có lẽ là mình sẽ soạn ra một cái giáo trình và tìm hiểu cái điều này, nghiên cứu sâu hơn để chia sẻ nó thành một cái giáo trình để sẽ đạt đến mức độ này. Nhưng mà thực ra thì chúng ta sống trên cuộc sống này, chúng ta vẫn bị lệ thuộc vào cơm áo gạo tiền, đúng không ạ? Lệ thuộc vào công việc, lệ thuộc vào cuộc sống, phải có bao nhiêu tiền, phải làm ra nuôi vợ nuôi con, phải, tức là chúng ta bị lệ thuộc vào trần thế một chút, đúng không? Thế gian một chút, thì cho nên là cái sự thánh khiết này đôi khi nó bị cản bởi những cái điều đó. Chúng ta sẽ không thể đạt đến cái sự thuộc linh hoàn toàn, thuộc linh hoàn toàn nên rất là khó. Nên Chúa Giêsu mới nói rằng là nên Chúa Giêsu nói là nếu nếu các ngươi yêu cha mẹ con cái hơn ta thì không đáng cho ta đấy. Chúa mới nói là nếu như các ngươi nếu như muốn theo ta, các người phải bán hết của cải mình mà theo ta đấy. Tức là nó thể hiện một cái sự thánh khiết rất là trọn vẹn. Làm sao mình có thể hiểu hiểu được cái điều đó? Thực ra thì nói như thế để các bạn có thể hình dung ra cái mức độ này, nó rất là cao, nó rất là cao. Chúng ta không phải bỏ theo kiểu là ta vô trách nhiệm, mà ở đây là chúng ta đang đạt đến một cái sự thánh khiết rất là. Thực ra thì mình chưa thể nào chạm đến, nên là mình chưa thể nói thành lời một cách cụ thể ngắn gọn là, bởi vì là mình chưa hiểu nó một cách rõ ràng. Nhưng mình hiểu là đang có cái điều đó, phải có cái điều đó, mình đang đạt đến và mình đang tìm cách, và khi mình tìm được thì mình sẽ soạn ra giáo trình để dạy giải cho các bạn. Thì các bạn cố gắng cầu nguyện cho mình và mình cũng sẽ cầu nguyện cho các bạn, để mong là tất cả chúng ta sẽ có lợi ích trong việc tìm hiểu và đến với Chúa. Thực ra thì Lộc rất muốn khát khao là mình sẽ trở thành một người giúp đỡ cho rất là nhiều người ở trong cái vấn đề tục linh này. Thôi thì không làm nhảm nữa, mình sẽ kết thúc cái video này đây với sự kết luận nhé. Ta sẽ nhớ được 5 mức độ thuộc linh nhé. Là mức độ thứ nhất là sẽ bị khống chế hoàn toàn. Rồi, khống chế hoàn toàn là có nghĩa là không biết gì cả, không nhận ra hết, không còn ý thức, đúng không? Không còn ý thức của nhân linh nữa, bị khống chế hoàn toàn. Thứ hai là chúng ta bị khống chế nhưng mà nhân linh vẫn còn có thể nhận thức. Chúng ta bị khống chế phải xem cái này, phải nghiện cái kia, phải cái này, ta không, rất khó để bỏ ra. Đôi khi nó chỉ là thuốc lá thôi, hay là một cái gì đó rất là nhỏ thôi, chúng ta không thể bỏ qua được, thì đó vẫn là một sự khống chế. Đó là tuy nhiên nó không hoàn toàn, tuy nhiên nó không hoàn toàn, bởi vì nhân linh các bạn có thể nhận diện được. Thì các bạn nên gặp mình hoặc là nên nhắn tin, nên tìm hiểu, nhớ lại lời Kinh Thánh Chúa dạy, hoặc là xem lại cái video trước mà mình đã giải quyết nhá. Đó là 3 bước cách để các bạn nhận lấy quyền năng từ nơi Chúa. Khi mà các bạn đã biết là mình đang bị khống chế như vậy thì các bạn nên ngay lập tức nhá, nương dựa vào Chúa, nương cậy vào Chúa, tin vào cái sự ban cho của Chúa là bắt rắn trong tay uống thuốc trị độc, không ngại gì, chữa lành cái đặt tay cái đau, cái đau sẽ lành, đúng không? Sử dụng tất cả các quyền đó, nếu các người tin có thể làm các dấu lạ này, đúng không? Đấy là các bạn phải tin thôi. Các bạn chỉ cần có đức tin bằng một hạt cải thì sẽ rời ngọn núi. Thực ra chúng ta thấy hạt cải rất là nhỏ, đúng không? Nhưng mà Chúa nói là chỉ cần có thôi, có thôi, dù nó nhỏ đến đâu, nhưng mà chỉ cần có thôi thì bạn có thể có quyền năng của Chúa rồi, cai trị rồi, đó, quyền năng cai trị và sai khiến rồi. Thì các bạn nhớ lời mình nhé. Đấy là cái bước đó là cái mức độ thứ hai, nó rất là cũng khá hệ trọng rồi. Các bạn phải ngay lập tức nương cậy Chúa ngay. Và các bạn nên xem cái video giải cứu của mình ở video trước. Mình sẽ để cái link của video đó nhé, cái link video giải cứu ở bên dưới cái mô tả của video này. Rồi, cái mức độ thứ ba là mức độ bị cám dỗ thôi. Thực ra thì cám dỗ thì nó yêu cầu các bạn phải thuộc lời Chúa, hiểu rõ lời Chúa. Đôi khi nó cám dỗ ta phải thờ phượng ngày thứ bảy mới được cứu, đôi khi nó thờ phượng ta vậy nó bảo là đôi khi nó cám dỗ là bảo là các người đang không hiếu thuận cha mẹ, đã không kiếm được nhiều tiền, người đang không giàu bằng cái thằng không theo Chúa. Đôi khi nó cám dỗ ta như vậy, có rất nhiều sự cám dỗ ma quỷ nó cám dỗ chúng ta, nó nói với chúng ta là chúng ta
À, làm việc này không đúng, đi làm việc kia không đúng, đôi khi là nó xuyên tạc lời Chúa đi một xíu thôi, nó chỉ đúng một nửa sự thật của lời Chúa, nửa sau thì không đúng, đúng không? Thì nó đã có thể cám dỗ chúng ta rồi. Đến mức độ cám dỗ chúng ta nên ta phải hiểu rõ, thật sự là hiểu rõ lời Chúa để chống lại nó. Đến mức độ thử thách nó chúng ta sẽ hiểu là vàng thì thừa nửa, đúng không ạ? Vàng thì thừa nửa. Chúng ta có thật sự làm cơ đốc nhân thật sự không? Đôi khi nó cám dỗ chúng ta, nó đưa chúng ta những cái điều tốt đẹp, nó đôi khi nó đưa ta vào những cái hoàn cảnh rất là khó khăn trong cuộc đời, rất là khốc liệt trong cuộc sống, rất là đau thương, rất là mất mát, rất là tột cùng của sự khổ hạnh, đúng không? Bởi vì nó xin phép Chúa, nó xin phép Chúa để nó thử thách chúng ta, nó hại anh ta như là nó hại ông Gióp vậy. Thì chúng ta phải cố gắng vượt qua, chúng ta phải biết đó là sự thử thách, đôi khi nó chỉ là sự thử thách thôi. Chúng ta chả phạm tội gì, chúng ta chả ấy, như là chúng ta cầu nguyện hàng ngày chúng ta ấy, nhưng mà ma quỷ nó xin phép để thử thách chúng ta, nên ta phải vượt qua được mức độ này thì chúng ta sẽ đạt đến cái mức độ đó là mức độ thánh khiết hoàn toàn, sự thánh khiết hoàn toàn, sự thánh khiết này ta trở thành một thánh đồ hoàn toàn, có quyền năng, có sức mạnh, có khi chúng ta vượt qua sự thử thách rồi nó sẽ trở thành một con người mới, giống như là chúng ta đã chết đi một lần sống lại vậy. Nó thể hiện một cái sự thánh đồ, nó thể hiện là tuẫn đạo, có thể đôi khi là như vậy, thế là tuẫn đạo đấy, cũng có thể nó sẽ làm cái gì đó rất là tuyệt vời sau khi các bạn vượt qua sự thử thách. Thì đây là năm mức độ mình muốn chia, năm cái mức độ mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn nào đã theo Chúa lâu năm rồi, các bạn nên đánh giá cái hoàn cảnh của mình bây giờ, cái tình trạng thuộc linh của mình bây giờ, để biết là mình đang ở cái mức độ nào và mình cần phải vượt qua và tiến đến mức độ cao nhất, đó là mức độ thánh khiết, trở thành một thánh đồ của Chúa. Thì đó là mình muốn chia sẻ với các bạn thôi, đừng để ma quỷ lừa dối các bạn. Đôi khi các bạn đã đạt đến 10 năm, 20 năm theo Chúa rồi, nhưng đôi khi nó vẫn có thể đánh đổ các bạn trở thành một người vô tín bình thường. Các bạn như vậy nhé. Thì đây, đối với chúng ta, đó là một cuộc chiến với ma quỷ. Một cuộc chiến ma quỷ. Vì ma quỷ nó không muốn bất cứ ai vào nơi đó, tức là thiên đàng. Không muốn bất cứ ai vào thiên đàng. Không muốn ai tin cả Chúa Giêsu, không muốn ai được cứu bởi dòng huyết của cứu thế Chúa Giêsu. Cho nên là nó sẽ từng bước cám dỗ mọi người. Nên là Chúa nói là hễ ai nghĩ mình đứng thì phải giữ cẩn thận, không là đang ngã mà không biết, đúng không? Ta phải cố gắng như vậy thôi, mình chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Thì không hiểu sao hôm nay mình cảm thấy mình không thuộc câu kinh thánh nào cả để dẫn chứng, nhưng mà ý mình muốn nói là như vậy. Thì ước mong rằng là nó sẽ có ích cho các bạn, có ích các bạn nếu bạn xem được video này. Nếu các bạn không hiểu cái điều gì, các bạn nên comment ngay, nên vứt xuống video này những cái lời bình luận các bạn, hoặc là nhắn tin Zalo hoặc cái gì đó. Mình rất muốn làm một chức vụ giải cứu cho tất cả mọi người. Rồi, mình hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo, và mình trong danh Chúa Jesus Christ chúc phước cho tất cả các bạn xem video này. Thế công cuộc sống đắc thắng trong Chúa sẽ trở thành một thánh đồ, một người tin kính, một người yêu mến Chúa, một người làm vui lòng Chúa, là một người của Đức Chúa Trời và khiến Ngài hãnh diện, là một người con tuyệt vời của Ngài. Mình cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chào các bạn.